Huyện Nhân Trạch vừa đăng cai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao và hoạt động xã hội giữa các địa phương trong cụm thi đua số 1 tỉnh. Hơn 250 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến từ các huyện, thành phố trong cụm thi đua số 1, gồm Nhân Trạch, Long Thành, Trảng Bơm, Biên Hòa và Long Khánh, cùng tham gia giao lưu với nhiều nội dung như kéo co, nhảy bao bố đôi, nhảy dây tập thể và thi hát karaoke, thể loại tân nhạc và cổ nhạc được chia thành hai bảng bản dành cho cán bộ lãnh đạo và bản dành cho đội ngũ công chức viên chức. Kết quả ban tổ chức đã trao 5 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích cho từng môn thi. Đơn vị Biên Hòa đạt giải nhất toàn đoàn, huyện Nhân Trạch đạt giải nhì và giải ba thuộc về huyện Long Thành. Dịp này, các đơn vị cụm thi đua số 1 tỉnh đã đóng góp kinh phí, trao tặng ngôi nhà nhân ái và sổ tiết kiệm cho hộ nghèo tại ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội với số tiền là 85 triệu đồng.